Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 393. Ở cuối tập trước, sau khi đại ca, ngươi đang làm cái gì vậy? Các ngươi đây là... Lão Tứ cùng Lão Lục hoàn toàn ngây ngốc bởi vì hai huynh đệ thấy rằng lần này không chỉ có một mình đại ca đến. Tất cả mọi người trong đoàn đội đều có mặt chỉ là không có A Linh mà thôi. Mau dừng tay, tất cả đều là hiểu lầm, bọn họ cũng không phải là tử địch của chúng ta. A Thu cũng không giải thích gì nhiều cho Lão Tứ và Lão Lục. Sau khi tập hợp tất cả mọi người lại, cả nhóm cùng nhau trở lại chủ chiến trường. Mà giờ phút này Từ Dương đã cùng đối diện khí tức cùng bạo ma hóa mục đồng, chiến đấu đã đạt đến trạng thái ác liệt. Trời ơi, khó có thể tưởng tượng khí tức của hai người này sẽ bành trướng đến mức này, chuyện này có khác gì thần chân chính đâu. A Thu và những người khác đều hít một hơi khí lạnh, mọi người trong đoàn đội Từ Dương cũng nhịn không được vì lão đại nhà mình đổ một thân mồ hôi. Không bao lâu sau, Long Khôn và A Linh cũng lần lượt trở về, khi hai người nhìn thấy một màn trước mắt này, họ càng thêm sững sờ. Sau đó A Thu giải thích rõ ràng về mối ràng buộc lúc trước của nàng và hiểu lầm không cần thiết với hai đại trận doanh, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ có vẻ như sự lựa chọn của chúng ta là chính xác. Long Khôn cười nhìn A Linh đang ở bên cạnh, lại nhận được một cái liếc mắt từ A Linh. Mà Linh Giao ở kế bên cũng nhìn ra có gì đó không ổn giữa Long Khôn và nha đầu này, nàng huých một cái vào xương sống Long Khôn. Từ Dương đại biểu cho Tu La nhất mạch và Mục Đồng ở đối diện đại biểu cho Ác Ma nhất mạch đều đã bộc phát lực lượng đến mức cực hạn. Nhưng mà cũng chính là loại thần cấp chiến đấu này đã phóng đại vô hạn những bất lợi trong hệ thống năng lượng của Từ Dương. Ha ha ha, nhìn thấy đi, đây nhưng chênh lệch giữa thần lực chân chính và lực lượng phàm tục của các ngươi. Dáng vẻ của Mục Đồng ngông cuồng cỡ nào, vậy mà lúc này Từ Dương vẫn duy trì được sự bình tĩnh như ban đầu. Tuy rằng trong lúc công kích đối mặt với nhau không dưới trăm lần, hắn rõ ràng là bên yếu thế, nhưng như vậy còn lâu mới có thể chấm dứt trận chiến. Lấy ra thủ đoạn thật sự cường đại của ngươi đi, ta không muốn cùng ngươi dây dưa nữa. Từ Dương nói xong, đột nhiên đặt Tu La kiếm đang nắm trong tay ngang trước người. Một đạo hắc sắc quang mang nhanh chóng từ vị trí mi tâm Từ Dương phóng ra. Đó là một bộ phận nằm trong ngũ sắc hồn lực của hắn, dung nhập vào Tu La kiếm ở trước mặt, nó thật sự kết hợp hoàn mỹ với linh hồn lực lượng của Tu La thần. Cùng lúc đó Mục Đồng cũng làm ra động tác tương tự, dung nhập ác ma đồ đằng ở phía sau lưng vào trong ác ma kiếm trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời khôi phục một kiếm thống trị thế giới, uy thế khủng bố đánh nát chiến trường này thành cho bụi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ với bán kính hàng trăm mét. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt khi nó bộc phát dường như đã đè nát vô cùng vô tận sinh linh ở chung quanh. Duy chỉ có những đỉnh cấp cường giả ở trong đoàn đội hai phe là không bị ảnh hưởng quá mức dữ dội. Trời ạ, lực lượng như vậy, chỉ sợ đời này ta cũng không có khả năng chống lại được, quá đáng sợ. Hiện tại xem ra, ác ma lực rõ ràng mạnh hơn lực lượng của Tu La đạo, ta cũng biết Tu La đạo này cũng không phải là hình thái hoàn chỉnh. Chỉ là nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, hắn chắc là không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Hai trong số 7 người bất lực thở dài. Không, còn có cơ hội. Nhìn Từ Dương liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới có thể ổn định thân thể, Tiểu Hoa rốt cuộc khó khăn đưa ra một quyết định, nhưng quyết định này cũng cực kỳ quan trọng. A Dương tiếp tục cho ta không cho phép ngươi thua. Sau một khắc, chỉ thấy Tiểu Hoa đột nhiên hiến tế thiên sứ chi tâm hoàn chỉnh, đi tới sau lưng Từ Dương, trả lại lực lượng truyền thừa quý giá nhất của mình cho Từ Dương. Chết tiệt, bà nương, ngươi rốt cuộc có suy nghĩ kỹ không đó? Dù sao thiên sứ chi tâm này là thứ lúc trước Tư Gia đạo quân tốn rất nhiều công sức mới có thể cướp được từ trong tay Tu La thần. Hơn nữa nàng cũng vì thiên sứ chi tâm mà đã giam cầm Tu La trong rất nhiều năm. Nhưng hôm nay, nàng quả thật đã làm ra một quyết định cực kỳ quan trọng, trả lại thiên sứ chi tâm cho người thừa kế Tu La là Từ Dương. Đương nhiên tất cả việc này cũng không có bất kỳ quan hệ gì với bản thân Tu La, mà nó đơn giản chỉ vì tình cảm của Tiểu Hoa dành cho Từ Dương. Ngươi ít ở chỗ này tự mình đa tình đi, đời này ta không có khả năng thành thần, hy vọng thiên sứ chi tâm có thể mang đến cho A Dương đột phá đủ lớn. Quang mang thiên sứ chi tâm vô cùng lấp lánh, ngoại trừ Từ Dương. Hiện trường căn bản không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ toàn bộ hình dáng của quang mang đang không ngừng áp sát tấm lưng Từ Dương, ngay lúc đó Mục Đồng bên kia cũng có động tác. Mau ngăn cản hắn. Ác ma hồn trong lúc bất chợt có chút ngồi không yên, dù sao hắn rất rõ ràng, một khi giải phóng lực lượng thiên sứ chi tâm sẽ có ý nghĩa gì. Phải biết rằng, lực lượng Tu La ban cho Từ Dương gần như đã có thể giúp thực lực của hắn không có bao nhiêu chênh lệch với ác ma lực hoàn chỉnh ở đối diện. Một khi lại có thêm truyền thừa lực lượng hoàn mỹ của thiên sứ này, không thể nghi ngờ Từ Dương sẽ nghiền ép ác ma trước mặt. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể để cho Từ Dương thuận lợi đạt được gia trì cuối cùng của thiên sứ lực. Mà sự thật cũng vừa vặn theo ý nguyện của hắn, thiên sứ chi tâm cũng không có cách nào ngay lập tức cùng Từ Dương kết nối tinh thần. Giống với điều lúc trước Tiểu Hoa nói, cửu khiếu linh lung tâm mới là điều kiện căn bản để hai đại lực lượng này có thể hoàn mỹ dung hợp. Lăng Vân, sử dụng lực lượng cường đại nhất của ngươi để kích hoạt thiên sứ chi tâm, cửu khiếu linh lung tâm mới là phương thức mạnh nhất để hóa giải đạo phong ấn này. Tiểu Hoa đột nhiên phát ra cho sư Lăng Vân một đạo hồn niệm cực kỳ gấp gáp, mà toàn bộ lực lượng của sư Lăng Vân cũng vào giờ khắc này bị đốt cháy trong nháy mắt. Phải biết rằng, từ sau khi sư Lăng Vân gia nhập vào đoàn đội này,
Nàng có một loại cảm giác đề phòng và sợ hãi đặc thù đối với Tiểu Hoa. Nàng rất muốn hoàn toàn dung nhập vào trong đoàn đội này, nhưng nàng hiểu được, từ tận đáy lòng Tiểu Hoa không thích nàng, hiện giờ đạt được lời nhắn nhủ chân thành từ nội tâm của Tiểu Hoa. Dục vọng chiến thắng trong nội tâm Sư Lăng Vân cũng bốc cháy đến cực hạn, vào giờ khắc này, hình dáng tinh thần hoàn mỹ nhất của Cửu Khiếu Linh Lung đã hiện ra. Ngay sau đó, thần khí Thánh Đạo Thiên Âm cũng phát ra hào quang rực rỡ trước nay chưa từng có, âm nhận vô song điên cuồng xuất hiện dưới che chở của Cửu Khiếu Linh Lung tâm. Thiên sứ lực theo chỉ dẫn đã được phục hồi, dường như nó bất cứ lúc nào đều có khả năng phá tan gông xiềng dung nhập vào trong cơ thể Từ Dương. Nhưng mà ngay giờ khắc ITMPSGNAI, Mục Đồng bị ác ma hoàn toàn khống chế dường như cũng ý thức được, Cửu Khiếu Linh Lung tâm mới là uy hiếp cốt lõi ngăn cản Từ Dương kế thừa thiên sứ lực. Bởi vậy hắn ngay lập tức thay đổi sách lược chiến đấu, hắn khóa chặt mục tiêu tấn công của mình ở trên người Sư Lăng Vân phía dưới. Đi chết đi, ác ma luân hồi trảm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm khổng lồ nhanh chóng đánh xuống, nhưng điều mọi người không ngờ tới lại là ác ma luân hồi trảm này lại mang theo một loại năng lực đặc thù khác, đó chính là sự tuyệt đối khóa chặt khí tức. Một khi mục tiêu tấn công của thanh kiếm này được xác định bởi ý thức hồn niệm của ác ma, tất cả lực lượng gia trì khác thủ hộ bên ngoài lực lượng này đều sẽ bị tự thân đẩy đi nơi khác. Bởi vậy trong nháy mắt khi một kiếm này đánh xuống, tất cả mọi người xung quanh Sư Lăng Vân và tất cả các pháp khí không phải pháp khí truyền thừa đều bị đánh bay ra ngoài. Mà dưới chân Sư Lăng Vân, một đạo huyết sắc ác ma quang hoàn cực lớn cũng được ngưng tụ ra. Điều đáng nói chính là, phong phạm cường giả giờ phút này Sư Lăng Vân biểu hiện ra đã chinh phục tất cả mọi người. Nàng không hề tỏ ra hoảng sợ mà la to về hướng của Từ Dương trong không trung, "Lão đại, không cần lo cho ta, cho dù ta có chết ở đây, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi kích hoạt thiên sứ lực, chúng ta đều sẽ chiến thắng, nếu không tất cả những người khác trong chúng ta đều sẽ cùng nhau chịu khổ." Phải biết rằng, lúc này Từ Dương đã có chút lo lắng, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân phải nhìn thấy Sư Lăng Vân vì hắn mà cùng liều mạng chiến đấu. Hắn theo bản năng muốn phá tan gông xiềng phong ấn nơi ác ma lực giáng thế. Thế nhưng, Từ Dương đột nhiên phát hiện, hắn cũng không thể làm được việc này. Bởi vì lực lượng giờ khắc này ác ma thể hiện ra, đã bước vào thần lĩnh vực, mà đây lại là cảnh giới lúc này Từ Dương không cách nào đạt tới. Phóng mắt nhìn toàn bộ trận chiến, người duy nhất trên chiến trường có thể chạm vào cấp bậc thần lĩnh vực, cũng chỉ có một người Tiểu Hoa Tơ Dao Đạo Quân. Nói cách khác, giờ phút này chỉ có Tiểu Hoa mới có thể xoay chuyển cục diện này, mà nàng thật sự sẽ vì cô nương mình không quá thích ở trước mặt mà lựa chọn trả giá tất cả của mình sao? Câu trả lời là có. Khi Tiểu Hoa nhìn thấy Sư Lăng Vân có thể vì Từ Dương mà từ bỏ sinh mệnh của mình, nàng đã đưa ra quyết định của bản thân. Thiên sứ Minh Nguyệt Tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Hoa đột nhiên đánh ra một đạo quyết ấn phức tạp trước nay chưa từng có. Một đạo nguyệt chi quang hoàn cực kỳ rực rỡ xuất hiện trên người nàng, mà vào giờ khắc này, khí tức của Tiểu Hoa vậy mà lại lần nữa đạt tới thần lĩnh vực. Tu La, đây là lực lượng ta đã lĩnh ngộ trong nhiều năm khi ở trong Thiên sứ chi tâm, trận chiến hôm nay cũng trả lại cho ngươi, từ nay về sau ta và ngươi không thiếu nợ nhau. A Dương, duyên với ta và ngươi cứ như vậy chấm dứt, hy vọng cô nương này có thể thay ta tiếp tục bảo vệ ngươi, tạm biệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Hoa trên người mang theo Thiên sứ chi quang, lao vào lĩnh vực cấm kỵ của Ác Ma Luân Hồi Trảm. Cứ như vậy đứng che trước mặt Sư Lăng Vân, gần như là cùng thân thể của nàng hòa thành một thể. Rốt cuộc, Ác Ma Luân Hồi Trảm đánh xuống, không sai không lệch mà đánh vào thân thể Tiểu Hoa. Thần áo nghĩa cùng bạo bộc phát trong nháy mắt, cả người Tiểu Hoa hóa thành một đạo ngân sắc quang mang thuần khiết nhất, hoàn toàn biến mất trước mặt Sư Lăng Vân. Đạo quang mang này giống như đã bám vào trong cơ thể nàng, và toàn bộ quang mang thuộc về thân thể của nàng đều biến mất. Không. Trong nháy mắt khi Từ Dương nhìn thấy quang mang của Tiểu Hoa biến mất, cả người hắn dường như hoàn toàn rơi vào trạng thái ma hóa. Khí tức trên người hắn tản mát ra, so với ác ma ở trước mặt càng đáng sợ hơn vô số lần. Tất cả mọi người giờ khắc này đều hoàn toàn bị dọa đến mức sợ ngây người, lúc đầu là bởi vì khí tức của Tiểu Hoa biến mất. Hiện tại lại hoàn toàn bởi vì bộ dáng của Từ Dương thể hiện ra giống như kẻ hủy diệt đáng sợ nhất thế gian. Một tiếng cuồng loạn giống giận từ trong miệng Từ Dương phát ra, toàn bộ vô tận lĩnh vực Vân Mộng Trạch trong nháy mắt đều đã bị một tiếng hét phẫn nộ của hắn hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, cả thế giới dường như vì vậy mà chìm vào trong bóng tối vô cùng vô tận. Bầu trời mất tất cả các màu sắc, chỉ có thân thể của Từ Dương là đang không ngừng lao về phía cuối bầu trời. Mà đúng lúc này, cảnh giới cực hạn của Cửu Khiếu Linh Lung Tâm cũng hoàn mỹ bùng nổ ở trên người Sư Lăng Vân. Một mặt là do Tiểu Hoa đã vì bảo vệ nàng mà mất đi hơi thở, mặt khác cũng là bởi vì nhìn thấy cảnh tượng Từ Dương đau đớn không muốn sống, nội tâm Sư Lăng Vân dường như đang rỉ máu. Mà loại cảm xúc này thường là điều kiện duy nhất kích phát cực hạn của Cửu Khiếu Linh Lung Tâm. Khi chủ nhân Cửu Khiếu Linh Lung Tâm nếm trải nỗi thống khổ nhất thế gian, lực lượng của sự đau khổ mới là thủ đoạn duy nhất để thức tỉnh đạo tâm liên này. Trời ơi, đạo tâm liên kia nở rộ. Vốn dĩ Cửu Khiếu Linh Lung Tâm trong suốt, vào giờ khắc này đã bị rót vào màu sắc giống như máu, cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tâm trong hư không hoàn mỹ nở rộ và thiên sứ lực bị phong ấn ở trong đó vào giờ khắc này rốt cuộc cũng thức tỉnh. Người yêu của ta, có phải là ngươi không? 6. Tu La cảm nhận được khí tức của người yêu mình tỏa ra trong thiên sứ chi tâm. Nhưng mà cỗ khí tức này dường như cũng không có bất kỳ sự liên hệ nào với Tu La Hồn,
toàn bộ hoàn toàn rót vào trong cơ thể Từ Dương. Hết 9 ngày, ở cuối hắc ám vô tận, Từ Dương dưới sự bao phủ của Trung Thiên Hạo Nguyệt, hoàn mỹ phát triển thành người nhận truyền thừa chân chính của Tu La Thần. Hóa thân thành Nguyệt Ảnh Tu La dường như có thể áp đảo tất cả các chúng sinh trong đại lục. Lúc này, tất cả hào quang bên ngoài thân thể Từ Dương đã không chỉ còn có duy nhất một màu đen, mà là một loại màu gần như xám trắng. Lúc này mỗi một góc trên thân thể Từ Dương giống như đều tản mát ra khí tức khủng bố làm cho người ta hít thở không thông, đó là khí tức ác mộng tàn sát chúng sinh chân chính mới có được. Ta đã từng thề, ta không cho phép bất luận kẻ nào đả thương người bên cạnh ta dù chỉ là một chút, trong 10 vạn năm qua ngươi là người đầu tiên chạm vào điểm mấu chốt của ta. Hôm nay, chỉ vì hành động của một mình ngươi, ta sẽ tàn sát toàn bộ Vân Mộng Thành, không để một người còn sống. Tất cả vong hồn đã chết vì trận chiến hôm nay, hãy nhớ tên của ta Từ Dương, kiếp sau hãy tới tìm ta báo thù. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người, Từ Dương thể hiện ra mặt đáng sợ nhất của mình. Sau một khắc, khi Từ Dương giơ cao Tu La kiếm đã được ban cho thần lực, Nguyệt Ảnh Tu La hoàn mỹ nhất cũng đáng sợ nhất của Trảm Nguyệt Quang từ trên trời hạ xuống. Tu La Trảm Vĩnh Đọa Diêm La. Chỉ với một đòn, Diệt Thế kiếm khổng lồ dường như có thể chia toàn bộ đại lục thành hai nửa rốt cuộc cũng hạ xuống. Chỉ là một đạo kiếm quang cũng đã dài tới mấy trăm trượng, dường như đã hoàn toàn chia toàn bộ thiên địa thành hai đoạn sau một đòn. Sau lưng Mục Đồng mang theo ác ma hồn và toàn bộ thân thể của hắn hoàn toàn bị hủy diệt hòa vào hư vô, thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không còn dư lại. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu, Từ Dương hóa thân thành Nguyệt Ảnh Tu La không thể nghi ngờ đã là người mạnh nhất đại lục. Trong nháy mắt khi thân hình của hắn biến mất tại chỗ, thời điểm hắn bay tới phía trên cả bầu trời Vân Mộng Thành, toàn bộ thành thị hơn 10 vạn chúng sinh tất cả đều cảm nhận được uy áp tinh thần cực kỳ khổng lồ, tất cả mọi người không tự chủ được đều quỳ trên mặt đất. Các ngươi cướp đi tiểu hoa của ta sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của các ngươi, từ giờ trở đi tất cả những người dám ngăn cản ta đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhìn thấy một mặt này của Từ Dương, ngay cả Long Khôn những huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử cũng hoàn toàn bị dọa sợ. Giờ khắc này không ai dám tiếp cận hắn dù chỉ là một chút, Từ Dương đã hóa thành ma thần tàn sát chúng sinh, vì người yêu mà hoàn toàn điên cuồng. Ta vẫn cho rằng lão đại chính là người lý trí nhất trên thế giới, không ngờ vì người mình quan tâm, hắn cũng có thể biến thành bộ dáng này. Quẻ bói không dám tính hết, sợ thiên đạo vô thường, tình không dám sâu đậm, chỉ sợ là một giấc mộng lớn. Trong khoảnh khắc, khi Từ Dương không còn cách nào giữ được tiểu hoa ở lại, hắn cũng đã ý thức được. Nữ nhân này đối với hắn quan trọng tới cỡ nào, cho dù hủy diệt toàn bộ thế giới, hắn cũng không oán không hận. Đều chết hết cho ta. Nguyệt Ảnh Tu La một kiếm giáng xuống, toàn bộ thế giới không ai có thể chịu đựng được. Lần thứ hai khi Từ Dương chuẩn bị chém xuống một kiếm tàn sát chúng sinh, một đạo thanh âm thanh tao giống như nữ thần đột nhiên truyền ra. Nguyệt Ảnh Tu La, ngươi cũng không cần tức giận, tiểu hoa của ngươi cũng không có chết, đừng quên nàng là Tiêu Dao đạo quân. Ngay từ khi ngươi chém giết ác ma hồn trụ lực, hành trình mới thuộc về tiểu hoa cũng đã bắt đầu rồi. Thanh âm này vô cùng thanh tao và trong trẻo bao phủ toàn bộ Vân Mộng Thành, đồng thời cũng truyền đến trong tai bảy hộ đạo nhân cùng với mỗi một người trong đoàn đội Từ Dương. Mà trong nháy mắt khi nghe được lời nói của nữ thần, Từ Dương rốt cuộc khôi phục thần trí, đồng thời dừng lại đồ lục kiếm trong tay. Ngươi là ai? Ra ngoài nói chuyện đi. Đến đây thì cũng khép lại tập 394 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.